Thưa quý vị, thưa các bạn, trong vài năm trở lại đây, nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đảm bảo an ninh lương thực. Bên cạnh đó, việc tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, máy móc và giải pháp tự động hóa chính là ngòi nổ giúp nâng cao giá trị cho mặt hàng nông sản Việt Nam phục vụ xuất khẩu, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp quốc gia. Hàng loạt các mặt hàng nông sản của Việt Nam đã được cấp visa sang các thị trường khó tính, trong đó có chôm chôm sang Úc, xoài sang Mỹ, vải thiều sang Nhật. Đáng chú ý, mới đây, lần đầu tiên thịt lợn tươi của Việt Nam được xuất khẩu theo đường chính ngạch sang thị trường Nhật Bản. Trước tín hiệu đáng mừng, rõ ràng những nút thắt đang được gỡ dần tạo đà cho nông nghiệp Việt Nam khơi thông thị trường để bứt phá. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quý 1 năm 2018, tốc độ tăng trưởng GDP nhóm mặt hàng nông, lâm, thủy sản đạt 4,08%, mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 13 năm. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị xuất khẩu nhóm hàng này đã đạt 19,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017. Ngành nông nghiệp cũng đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 40 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018 này. Hiện nay, ngành nông nghiệp đã tập trung nhiều nhóm giải pháp mang tính chất chủ động để tháo gỡ thị trường, kể cả mở rộng, khai thác và sắp xếp thị trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì đã chủ động quảng bá cho những cái sản phẩm đặc sản, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản vùng miền như là vải của Thanh Hà, rồi vải của Lục Ngạn, rồi sắp tới đây là sẽ của na của Chi Năng Lạng Sơn, rồi quýt của Bắc Cạn, hàng tới đây là nhãn của Tuyên Quang cũng như là nhãn của Hưng Yên. Bộ cũng giao cho trung tâm cũng như là các cái cơ quan của bộ là chủ động hơn trong cái việc là tìm kiếm, giữ vững cái thị trường xuất khẩu cũng như là mở rộng những cái thị trường tiềm năng. Để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản 40 tỷ đô la Mỹ năm 2018, ngoài việc khai thác tốt thị trường xuất khẩu, ngành nông nghiệp đang tập trung đẩy mạnh sản xuất theo hướng áp dụng công nghệ cao. Chúng ta thì còn rất nhiều những cái dư địa để phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao. Trong cái thời gian vừa qua thì cái sản xuất nông nghiệp của chúng ta, cái số lượng thì đảm bảo rất là nhiều các sản phẩm chúng ta có xuất khẩu, nhưng mà cái nâng cao cái hàm lượng của cái sản phẩm thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái lĩnh vực chế biến, bảo quản, rồi cái công nghệ bảo quản sau thu hoạch để nâng cao cái giá trị cho cái hàng xuất khẩu, và chúng ta hướng đến là xuất khẩu cái giá trị gia tăng cao hơn trong cái thời gian sắp tới. Hà Nam là một trong những địa phương chú trọng thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung nhằm xây dựng nền sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, ứng dụng công nghệ cao. Nhờ đó, rất nhiều doanh nghiệp lớn đã đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nam. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến và bảo quản nông sản, nông nghiệp công nghệ cao đã được áp dụng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, nâng tầm thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp. Và xuất khẩu thì chúng tôi xuất khẩu thị trường các nước Đông Âu, các như Nga và châu Âu, các loại rau quả và các loại chất lượng cao. Thì đầu ra thì đến bây giờ tại thời điểm này là rất đảm bảo và cũng là rất là yên tâm. Bình Thuận xác định phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu thế tất yếu để tạo bước đột phá, nâng cao sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp địa phương trong quá trình hội nhập. Là địa phương có thế mạnh về quả thanh long, Bình Thuận đã ứng dụng công nghệ cao vào trồng loại quả này. Theo đó, thanh long sẽ được trồng với hình thức dây leo từng dàn, vừa tiết kiệm diện tích, hiệu quả kinh tế cao gấp 2 lần so với cách trồng từng trụ truyền thống. Mô hình canh tác sử dụng hoàn toàn phương pháp hữu cơ, tạo ra sản phẩm sạch, không sử dụng thuốc hóa học. Hiện thanh long Bình Thuận tiêu thụ trên thị trường chủ yếu là trái tươi, trong đó khoảng 15-20% sản lượng thanh long cung cấp cho thị trường nội địa và 80-85% tập trung cho xuất khẩu. Để đẩy mạnh cái tiêu thụ thanh long và đặc biệt là cái xuất khẩu á, thì cái việc mà tiến hành các cái hoạt động xúc tiến là hết sức là cần thiết. Tất nhiên cái việc này không thể Bình Thuận làm được mà phải nhờ các cái bộ ngành trung ương. Thì tương lai là cái sản lượng thanh long của Bình Thuận là sẽ được tiêu thụ là thuận lợi hơn. Về nuôi trồng nó phải là đảm bảo được cái chất lượng sạch. Cái điều nuôi trồng thì cần phải phối hợp với bốn nhà, cũng như là người ta hay nói là nhà nông, nhà nước, nhà doanh nghiệp và các nhà khoa học phải chung tay, phải làm sao để là trồng ra một cái trái thanh long rất là sạch. Thì đòi hỏi phải kỹ thuật của các nhà khoa học hướng dẫn, đảm bảo được cái khâu chuẩn bị đầu ra rất là tốt. Còn cái khâu về thu mua thì tôi nghĩ là phải có một những doanh nghiệp mà có tiềm lực tài chính vững vàng và phải khẳng định được mình, ví như là về vận chuyển, về bảo quản, về thông quan, tháo gỡ được cái khó khăn đó thì tôi nghĩ chắc chắn cái giá trị của thanh long sẽ đi lên và nó sẽ ổn định. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu thế của hội nhập và phát triển, là giải pháp hiệu quả để tạo ra những đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp, tạo cơ sở chuyển dịch nhanh nền nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đã được nhiều địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện, nhất là từ sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành vào cuộc hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.
Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp chủ yếu tập trung tại một số vùng, một số sản phẩm có thế mạnh, một số doanh nghiệp lớn. Thời gian tới, các cơ quan quản lý chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm. Đồng thời, chủ động ban hành các chính sách đặc thù của từng địa phương để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.